Đó, mình làm chủ cả rồi, khó xin lỗi gì lắm hả anh em? Mà cái việc xin lỗi á, có phải là thể hiện cái sự yếu đuối hay là không? Trong cái phiên Mega Live ngày 7 tháng 7 vừa rồi của bạn Quang Linh và Hằng Du Mục, đã cách đây 5 ngày rồi mà chúng ta vẫn chưa thấy một cái lời xin lỗi nào trực tiếp hay là gián tiếp từ cá nhân hay là tổ chức của bạn đó luôn. Họ chỉ có hai hành động thôi. Một là các bạn bán sầu riêng ngày hôm bữa là khóa bình luận trên kênh TikTok chính thức của bạn đó luôn. Hai là các bạn CEO của doanh nghiệp đó lên một cái bài trên phở bò đó là blessing về cái doanh số mà người ta bán được, cộng với là chỉ số hoàn hàng chỉ có 2% thôi. Quá là tự hào với bài viết đó luôn. Và mình thiết nghĩ nha, có cần thiết phải khoe nó hay không? Và đây có phải là một pha xử lý bóng rườm rà nữa hay là không? Thực lòng á, theo bản thân mình nha, tụi mình chỉ cần xin lỗi á, giống như là người Nhật thôi là được rồi. Những công ty của Nhật á, có những cái hành động đôi khi là động trời luôn, hoặc chỉ đơn giản là lên giá một cái tiếp cạnh răng 2.000 thôi mà cả tập thể họ cúi đầu xin lỗi công chúng luôn. Thực ra bạn Quang Linh Vlog á, khi kết hợp với mình rồi, bạn đó với mình là đối tác, thì bây giờ nếu xin mà đi trực tiếp xin lỗi không được thì mình làm một video, mình cúi đầu, mình xin lỗi, mình chân thành, mình gửi đến bạn đó, đồng thời gửi luôn cho công chúng và mọi người sẽ được xoa dịu thôi mà. Có khi nào á, bạn ấy nghĩ dư luận của Việt Nam mình dễ dãi, không cần xin lỗi, vài bữa là quên thôi, tao không xin lỗi đó, làm gì tao? Mình thiết nghĩ xin lỗi nó là một văn hóa. Mình xin lỗi hoàn toàn không phải là xin lại cái lỗi của mình đã gây ra, mà là tôn trọng trong giao tiếp giữa người với người mà thôi. Việc xin lỗi có phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay là không? Chắc chắn không hề như vậy. Đôi khi nha, cái lời xin lỗi chính là thể hiện sự mạnh mẽ, dũng cảm của mình đối diện với sai trái của bản thân mình để sửa đổi nó trong các lần tiếp theo. Bạn Quang Linh Vlog á, không phải là một KOL hay là một KOC bình thường đâu. Bạn ấy là niềm tự hào của Việt Nam mình, là minh chứng cho sự gắn kết tình hữu nghị của Việt Nam mình với châu Phi nói chung và với đất nước Angola nói riêng. Và còn á, theo anh em vì sao mẹ nó tới bây giờ vẫn im lặng, không chịu xin lỗi?